Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn và theo kết quả đánh giá thì tính đến ngày 12 tháng 11, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh là cấp độ 2. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 1 trên 22 địa phương đạt cấp độ 3, đó là huyện Cần Giờ, 11 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2, đó là quận 3, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè và thành phố Thủ Đức. 10 trên 22 địa phương còn lại đạt cấp độ 1, trong đó có 4 quận tăng cấp độ dịch so với trước đó là quận 11, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức từ cấp 1 lên cấp 2. Đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn có 161 trên 312 địa phương đạt cấp độ 1, 146 trên 312 địa phương đạt cấp độ 2, 5 trên 312 địa phương đạt cấp độ 3, gồm có phường 6, quận 10, xã An Thới Đông, xã Bình Khánh, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.